quyến rũ, hoang sơ, hùng thiên, lãng mạn, trong lành, thư giãn, độc đáo, duy nhất tại Măng Giang. Dẫn đầu xu thế bất động sản, kết hợp du lịch xanh đại ngàn Tây Nguyên và được định hướng phát triển trên nền tảng du lịch, Odin Light, Măng Giang Town được định vị là sản phẩm bất động sản sinh thái, bền vững gắn liền với các hình thức homestay, farmstay thân thiện với môi trường, gìn giữ nguyên vẹn bản sắc văn hóa nơi cao nguyên. Trong bán kính 1 km quanh Golden Light, hội tụ đầy đủ các tiện ích về giáo dục, trường học các cấp, y tế, đơn vị hành chính và trung tâm thương mại, dịch vụ, v.v. Hướng tới một cuộc sống xanh an lành, để mỗi cư dân đều được sống tiện nghi nơi trung tâm phố thị, nhưng vẫn thoải mái như giữa thanh thang đại ngàn. Golden Light, Măng Giang Town mang đầy đủ các tiện ích nội khu về khuôn viên homestay, trong đó tuyệt vời nhất vẫn phải kể đến các khoảng xanh trong lành đến từ công viên, vườn cây, vườn rau chính tại các biệt thự. Để mỗi bình minh, du khách được đánh thức bởi tiếng chim hót trong vườn, giữa bao la núi rừng, thưởng thức một ly cà phê đậm đà chào ngày mới. Và mỗi hoàng hôn được tự tay chuẩn bị một bữa tiệc nướng cho gia đình, bạn bè. Đó sẽ là khoảnh khắc bình yên tuyệt vời không đâu có được ngoài Golden Light, Măng Giang Town. Với quy mô 2,2 hectare, được quy hoạch thành 79 sản phẩm với diện tích mỗi nền đất từ 266 đến 287 m2, Golden Light, Măng Giang Town là sản phẩm đầu tiên tại trung tâm Gia Lai mang các dịch vụ nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp về chốn đại ngàn. Với hai loại hình sản phẩm đặc trưng là villa và bungalow, Golden Light mang đến cho các chủ nhân tương lai nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh khi xu hướng du lịch nghỉ dưỡng núi tại các cao nguyên Việt Nam đang tăng mạnh. Hơn cả một ưu điểm, toàn bộ sản phẩm của Golden Light, Măng Giang Town đều được xây dựng biệt thự và bungalow mini, phục vụ mọi chuyến nghỉ ngơi của gia chủ hoặc kinh doanh homestay, farmstay. Những căn biệt thự, bungalow xinh xắn nằm nét mình dưới tán cây xanh, cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời với phong cách phóng khoáng, gần gũi thiên nhiên của người phố núi. Để loại hình bất động sản nghỉ dưỡng đồi núi hình thành và phát triển tại vùng đất cao nguyên như Gia Lai, rất cần các sản phẩm tiên phong như Golden Light, Măng Giang Town làm chủ bản sắc văn hóa và mang đến không gian xanh đa tiện ích cho du khách, chính là chiếc chìa khóa mang Măng Giang Town đến gần hơn và chinh phục mọi nhà đầu tư,